70% nón bảo hiểm ở Hà Nội không thể bảo vệ. Đó là con số mà cơ quan quản lý thị trường đưa ra sau ngày kiểm tra các cơ sở kinh doanh nón bảo hiểm trên địa bàn Hà Nội. Cuộc kiểm tra quy mô lớn trên nhiều tuyến đường đã cho thấy tình trạng nón bảo hiểm không rõ nguồn gốc xuất xứ và kém chất lượng đang được bán tràn lan. Các đội kiểm tra của cơ quan quản lý thị trường Hà Nội đã thu giữ hơn 2.300 nón bảo hiểm, trong đó có hơn 1.600 nón được xác định là vi phạm. Kết quả các cuộc kiểm tra cho thấy, phần lớn các địa điểm bán nón bảo hiểm đều không có giấy phép kinh doanh, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Theo ước tính của cơ quan quản lý thị trường, 70% số nón bảo hiểm đang lưu hành trên thị trường Hà Nội là hàng kém chất lượng, không đúng quy chuẩn. Các loại nón này được bán với giá rất rẻ, chỉ khoảng từ 30.000 đến 60.000 đồng một nón, thấp hơn nhiều so với nón bảo hiểm phù hợp quy định. Nhiều chủ hàng khi bị kiểm tra còn chống chế rằng đây là nón thời trang bán cho người đi bộ để che nắng mưa. Các loại nón này thường được thiết kế bóng bẩy, có đính logo của nhiều thương hiệu nổi tiếng như Gucci hay của các câu lạc bộ bóng đá. Phần bên ngoài của nón được làm bằng lớp nhựa tái sinh rất mỏng, còn bên trong được lót một lớp vải sơ sài. Theo cơ quan quản lý thị trường, các loại nón này được người dân ưa thích vì rẻ, bắt mắt và tiện mua dọc đường, nhưng hoàn toàn không có khả năng cơ bản là bảo vệ cho người đi xe gắn máy. Trên thực tế, đoàn kiểm tra đã tiến hành thí nghiệm ngay tại nơi bán. Kết quả cho thấy, chỉ cần gõ nhẹ hai cái nón vào với nhau là cả hai cái nón đều bị nứt toạc.